Coi chừng rớt. Mình quay cho cả nhà coi nha. Mình đi tháp quá. Đi về soạn sữa. Dạ dạ, để em lại. Nè. Gì? Để biểu chụp đây, cầm máy chụp. Đó cầm máy nó chụp luôn à. Nó đang chụp mà. Đến cái chuyện ở ngoài bước lên á, chuyện ở ngoài đó. Đó. Thấy không? Rồi. Trời ơi, cái này cái cười như vậy không cười cũng được đâu đó. Trời ơi. Cái cười có được á. Cười nha, cười nha, cười nha. Chụp chụp cho chị Tám với dì Bảy nhìn boy luôn với Phương boy. Cười lên mới được cái Bảy, cười lên nha, cười nó mới tươi. Đó đúng rồi, cười vậy á. Đúng rồi đó. Trời ơi, cười nó mới đẹp. Cười đẹp mắt. Đâu biết.